Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hùng Sơn. Buổi chiều tối hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Nông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, mặt tiền đường rất là sung nhá. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho quý vị có mặt tiền đường phía trước rộng tầm khoảng 20m. Ở đây kinh doanh buôn bán được tất cả ngành nghề. Vị trí căn nhà này thuộc phường Tân Nông Hiệp, gần với ngã ba ông xã, gần với ngã ba cây điệp, gần với khu Thống Phắng, gần với Vincom 550. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho quý vị có diện tích là chiều ngang 5m rưỡi, chiều sâu là 41m, tổng diện tích là 224m2. Nhà này được nhà đúc một trệt một lầu, có view kinh doanh buôn bán rất là đẹp. Từ nhà này đi Thủ Đức hết tầm khoảng 10 phút, cách trung tâm hành chính Dĩ An khoảng 3 km. Quý vị từ thành phố đi lên thì có thể hẹn gặp em ở ngã tư 550 hoặc ngã ba ông xã, hãy alo cho em sẽ dẫn vào xem. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán như thế này thì xem kỹ video của em có rất nhiều căn nhà cho quý vị mình mua tham khảo. Ở đây là căn nhà em muốn giới thiệu cho quý vị này, nhà một trệt một lầu, phía trên chủ nhà lập ngôi Thái nhé. Căn nhà phía trước quý vị đang xem đây này, trên cùng chủ nhà lập ngôi Thái, ngang 5, dài 41, chủ nhà xây dựng là tầm khoảng là 21m, còn tầm 20m chủ nhà để sân, để view kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty, làm được rất nhiều ngành nghề nhé. Vị trí rất là đẹp, bây giờ em sẽ qua đường để quay trực tiếp, quay kỹ cho quý vị mình xem. Quý vị có nhu cầu hãy xem kỹ video của em nhé. Nhà rất là đẹp, tặng gần hết sổ đất thì mình luôn, đầy đủ luôn nhé, có mang bàn ghế thôi. Nhà xây toàn bộ là nội thất cao cấp hết. Vị trí này, đường kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, con đường rất là sung nhé. Từ đây di chuyển đi ngã tư 550 tầm khoảng là 2 km, di chuyển đi ngã ba cây điệp hết tầm khoảng 500m thôi, di chuyển ra chợ Dĩ An 1 hết tầm khoảng 1 km thôi nhé. Vị trí rất là đẹp, quý vị có nhu cầu hãy liên hệ với em Sơn để đi xem nhà trực tiếp luôn nhé. Đường rất là sung. Bây giờ mời quý vị mình vào trong để mình tham quan căn nhà. Quý chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý chị mình xem tham khảo nhé. Ở đây mình có sân rất là rộng này, chủ nhà để sân này dài tầm khoảng 20m, mình có thể làm view kinh doanh buôn bán rất là tốt nha. Ở đây mình có hai lớp cửa này, chủ nhà làm một lớp cửa cuốn và một lớp cửa sắt bốn cánh rất là kiên cố. Ở đây buổi tối mình có thể để đồ ở đây là yên tâm luôn nhé. Chiều ngang 5m rưỡi, chiều sâu là 41m, tổng diện tích là 224m2. View rất là đẹp nha. Sân dài 20m, tha hồ mình kinh doanh buôn bán hoặc để xe ô tô. Sân đây được chủ nhà lót gạch này, rất là sạch sẽ nha. Vách hai bên được chủ nhà ốp kỹ luôn. Ở sân đây phía trên có trần thạch cao này, rất là đẹp nha. Trên đây mình có một sân, phía trước chủ nhà đổ một sân thượng phía trước rộng để mình lên đây trồng rau, trồng cây cảnh, cải thiện bữa ăn trên đây nhé. Vị trí rất là đẹp, nội thất trong nhà toàn đồ xịn thôi. Quý chị nhớ đón theo dõi hết video luôn nhé, em sẽ quay chi tiết căn nhà, tặng gần hết nội thất cho quý vị mình nhé. Ở đây chủ nhà đúc luôn nha. Mình xin được nhắc lại căn nhà này có diện tích ngang 5m rưỡi,
chiều sâu là 41m, tổng diện tích là 224m2, được chủ nhà xây 5m rưỡi, dài tầm 21, còn 20m phía trước chủ nhà để view sân kinh doanh buôn bán này, rất là rộng nha. Đây, sàn trong đây được chủ nhà lót gạch bóng kiếng giả đá loại 1 khổ 80 này. Di chuyển vào đây mình qua bậc đá tam cấp ở đây, và phía trước chủ nhà xây 2 cột ốp đá rất là đẹp nha, 2 cột vuông. Cửa chính đây được chủ nhà làm một lớp cửa 4 cánh, được chủ nhà làm bằng cửa gỗ căm xe, rất là chắc chắn nha, rất là đẹp. Đây là view không gian của hè nhà mình. Di chuyển vào phòng khách, phía trên đây là hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led đèn chiếu sáng ở trên đây. Trần thạch cao được chủ nhà thiết kế rất là đẹp nha. Vách hai bên được chủ nhà bố trí những khung tranh hai bên rất là đẹp. Ở phía dưới mình đây là view phòng khách này. Phòng khách rất là đẹp nha. Ngang 5m rưỡi, sâu 41m, tổng diện tích là 224m2. Nhà này cách ngã ba ông xã tầm khoảng 500m, cách ngã ba cây điệp chợ Dĩ An 1 tầm khoảng 500m thôi. Quý anh chị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Hãy alo cho em sẽ dẫn đi xem nhé. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 12 tỷ, giá vẫn còn được anh chị bớt lọc nhé. Vách hai bên được chủ nhà ốp cao tầm khoảng 1m4. Di chuyển vào trong đây mình có một phòng ngủ ở dưới nhé. Nhà này có một phòng ngủ ở dưới rất là rộng này. Ở đây mình kê giường, tủ, kê nệm thoải mái luôn nha. Ở đây có bàn trang điểm cũng như các tủ áo ở đây. Ở đây có máy lạnh đầy đủ này. Phòng ngủ này có phòng vệ sinh riêng trong phòng. Tất cả phòng ngủ của căn nhà này đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng nha. Cửa chính đây được chủ nhà làm cửa gỗ gò đỏ nhé, rất là đẹp. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có view sân bán hàng cực đẹp. Phía sau có giếng trời rất là rộng. Bây giờ mình vào trong không gian phòng bếp để mình tham quan phòng bếp nhé. Di chuyển vào đây mình có một quầy bar mini. Tiếp đến là một view bếp rất là rộng nha và đẹp. Bếp này được chủ nhà làm bằng tủ gỗ căm xe. Ở đây mình có bộ bàn ăn 6 ghế rất là đẹp nha. Trong đây mình có thể ăn uống coi truyền hình trên đây. Phía trên mình có quạt trần thoáng mát ở khu trên trần. Và phía cuối mình có thêm một phòng vệ sinh chung ở cuối căn nhà. Ở đây mình có không gian giếng trời, mình kê máy giặt phơi đồ ở không gian này. Khoảng trống này rất là rộng nha. Ngang 5m rưỡi, sâu 41m, diện tích lý tưởng cho anh chị nào đang có nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty là tuyệt vời luôn. Bây giờ mời quý vị mình lên lầu trên để mình tham quan các phòng ngủ cũng như phòng tờ phía trên nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá hoa cương rất là đẹp nha, tay vịn gỗ gò đỏ rất là lớn. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu là 12 tỷ đồng, giá vẫn còn được anh chị bớt lọc cho quý vị mình. Di chuyển sang bên tay phải này mình có 2 phòng ngủ rất là rộng ở đây nhé.
hai phòng ngủ ở đây. Bên đây mình có phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ này có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn nhé. Đây có tủ áo, ba cánh, giường kê rộng thoải mái luôn. Và bên đây mình có một phòng vệ sinh riêng trong phòng nữa. Nhà này tổng có 4 phòng vệ sinh nhé. Phòng rộng rãi này. Một căn nhà rất là đẹp, cao cấp. Nhà thuộc mặt tiền đường, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán tốt. Vị trí đẹp, lý tưởng. Nằm ngay ngã ba ông xã, thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bên đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Phòng ngủ này rất là rộng nhé. Ở đây mình vừa làm phòng ngủ, vừa kê bàn làm việc, bàn học tập ở đây. Vì phòng ngủ nào cũng rất là rộng. Quý vị mình xem hết video luôn nhé. Còn một phòng thờ cũng như sân thượng phía trước. Ở đây có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn này. Bây giờ mình sang tham quan phòng thờ cũng như sân thượng phía trước nhé. Phía trước nhà mình là phòng thờ cũng như ban công phía trước. Phòng thờ này cực rộng nhé. Trên đây chủ nhà kê bàn ghế trên đây. Và bên đây có view phòng thờ cực rộng ở đây nhé. Phía trước mình có một bộ cửa gỗ 4 cánh, được chủ nhà làm bằng gỗ căm xe, rất là đẹp, rất là chắc chắn đây nhé. Nhà chính chủ xây ở chắc chắn và kiên cố. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở ngã ba ông xã hoặc ngã tư 550 hoặc Vimcom 550. Hãy alo cho em Sơn để mình đi xem trực tiếp căn nhà này. Nhà rất là đẹp nhé. Phía trước là ban công này. Trên đây là mái thái. Nhà này lập ngói thái ở trên luôn nhé. Trí rất là đẹp. Ở đây mình trồng cây cảnh và bên đây mình có thể trồng rau này. Trồng rau để cải thiện nhé. Phía trước là con đường xe cộ đang lưu thông. Quý anh chị mua về đây vừa ở mở văn phòng công ty là tuyệt vời. Giá rất là mềm. Chỉ có 12 tỷ đồng cho căn nhà mặt tiền đường xây ở chắc chắn như thế này. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hãy alo cho em để xem trực tiếp luôn nhé. Giá cả đàm phán trực tiếp với anh chị chủ nhà. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.